Hello, xin chào cả gia đình mình nhé. Và ngày hôm nay thì lại là Hoàng gia Keno đây. Ngày hôm nay thì anh em trang trại rất là tất bật, rất là bận rộn với công việc buổi sáng, chuẩn bị đóng hàng, đóng chó đi Hà Nội và Phú Thọ đây. Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi có một chuyến dẫn các bé cún yêu đi Phú Thọ đây. Hiện tại thì mình đang kết hợp với anh Việt ở Phú Thọ, miền Bắc của mình, để cùng phát triển nhân giống chó cảnh ở thị trường miền Bắc. Và vô tình cũng có hai bạn ở ngoài miền Bắc ở Hưng Yên vào đây tham quan mô hình luôn. Thì mình sẽ giới thiệu qua hai bạn Hưng Yên để cùng tham quan mô hình và phát triển mô hình nhân giống thú cưng để phát triển nó tốt hơn tại thị trường Việt Nam. Đấy, và mình cũng có một giấc mơ, đó là cùng anh em đoàn kết lại, hỗ trợ anh em phát triển kỹ thuật để đưa ngành thú cưng của Việt Nam phát triển ra xa hơn nữa, thành công hơn nữa, đưa đến các bạn bè quốc tế về chất lượng của chó con và Việt Nam chúng ta đúc ra đạt chất lượng không thua kém gì các nước châu Âu và các nước phát triển khác. Đấy, và đây anh em đang chuẩn bị đồ để chuẩn bị lên đường một chuyến đi dài đây, rất là vất vả nhưng mà niềm vui luôn luôn rạng ngỡ trên gương mặt từng anh em. Đây bạn đây Phú Thọ. Đấy, Golden Đực này, đây là rất là nhiều bé cún đang chuẩn bị tinh thần để ra miền Bắc xa xôi. Đấy, hiện tại thì lô này mình đi tổng cộng 26 con nhé. Ra Hà Nội 2 con và ngoài Phú Thọ 24 con. Mình đây thì hiện tại đang phát triển các dòng như là Fox Sox, Corgi, Sipa, Alaska, Husky, Golden, Akita, Samoy. Và ba mẹ nào muốn làm kinh tế các dòng chó cảnh như trên thì có thể liên hệ mình nhé. Mình sẽ cùng các bạn phát triển những dòng chó cảnh để đưa cái thị trường của Việt Nam mình có trên bản đồ thương hiệu chó cảnh ở thế giới. Đấy, hiện tại thì các bạn ở Hưng Yên đang tham quan mô hình. Và đây là mô hình của chúng ta. Đấy, có rất là nhiều bé bạn Fox Sox này, Shiba này. Đấy, cũng đang chuẩn bị đến giờ ăn cơm rồi. Husky này, đấy, rất là nhiều nhá. Đấy, các bạn nào mà thích dòng nào thì có thể liên hệ bên mình. Bên mình sẽ cùng các bạn hợp tác phát triển, đưa dòng thú cưng của Việt Nam mình đi lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Rất là nhiều bé cun cực kỳ đáng yêu phải không nào. Rồi, ok các bạn nha. Đấy, yêu quá. Đây là bé Corgi Fully lông dài và bé Corgi lông ngắn. Hiện tại Corgi thì nó có hai dòng lông dài và lông ngắn. Shiba thì hiện tại cũng rất là nhiều luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn nào có muốn nhu cầu muốn nuôi chó cảnh có thể liên hệ mình, bên mình sẽ hỗ trợ các bạn cùng nhau, cùng các bạn chăm sóc các bé yêu của mình khỏe mạnh hơn. Còn bạn nào có nhu cầu muốn mở trang trại, muốn mở một cái cơ sở để nhân giống thì có liên hệ mình nhé.